Bạn tin rằng là ổ cứng của mình có thể không hỏng nhưng nó vẫn hỏng. Bạn tin rằng ổ cứng của mình trên NAS không hỏng nhưng nó vẫn hỏng. Bạn tin rằng điện toán đám mây của bạn không hỏng nhưng vẫn mất mật khẩu bình thường. Không có gì là chắc chắn nên cần phải tạo ra nhiều bản lưu khác nhau ở nhiều nơi khác nhau trong trường hợp thiên tai. Và trong suốt thời gian qua, bằng cái việc nghiên cứu và tìm kiếm rất nhiều giải pháp khác nhau, thì tôi đã lựa chọn cái giải pháp là lưu trữ trên NAS. Lý do mà tôi chọn NAS đơn giản là vì mình có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu, share quyền cho toàn bộ đội ngũ biên tập media cũng như đội ngũ lưu trữ dữ liệu. Hệ thống NAS của Synology giúp bạn làm việc này một cách đơn giản và gần như tự động. Cài đặt một lần và sau đó hoạt động mãi mãi. Điều đặc biệt hơn nữa là với hệ thống NAS mà chúng tôi đang sử dụng thì có chức năng Hyper Backup, có khả năng đồng bộ dữ liệu lên các đám mây, có thể đồng bộ lên Google Drive. Nếu bạn có một tài khoản Google Drive Unlimited thì đây là một giải pháp vô cùng tuyệt vời. Bạn cũng có thể đồng bộ lên Amazon SES để lưu trữ dữ liệu và nhiều nền tảng đám mây khác để giúp cho bạn đồng bộ dữ liệu. Và ngay cả Synology cũng cung cấp các ứng dụng cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trên đám mây. Ngoài ra, với hệ thống NAS, bạn có thể tra cứu, search, index để dễ dàng lấy ra được nhiều dữ liệu hơn. Như vậy, lưu trữ trên thiết bị cá nhân, lưu trữ tập trung tại NAS, lưu trữ trên đám mây là những giải pháp mà chúng tôi đang cùng hoạt động một cách độc lập, nhưng hoạt động lại thông với nhau một cách tự động.